Hôm nay ngày 19 tháng 7, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục dành thời gian để các luật sư và các bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu trình bày những luận cứ bào chữa và lời tự gỡ tội cho mình. Trong số này có bị cáo Trần Việt Thái, cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia. Dù nhận trách nhiệm với vi phạm xảy ra ở đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, nhưng bị cáo Thái cho rằng không có động cơ chia chác khi thu tiền của người dân. Cụ thể, từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tổ chức 8 chuyến bay giải cứu, đưa 1.891 người mãn hạn tù về nước tránh dịch. Đại sứ quán đã thu hồi của mỗi người là 20,3 triệu đồng và ai không có hộ chiếu phải nộp 25 triệu đồng. Với những người ở xa, cần mua vé máy bay về thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia thì phải nộp từ 30 đến 35 triệu đồng, Riêng khoản cấp hộ chiếu, các bị cáo thu hơn 4 triệu đồng một sổ, nhưng chỉ nộp về ngân sách 1,6 triệu đồng một sổ. Trong việc đưa 1.891 người mãn hạn tù về nước, bị cáo Thái và cấp dưới đã thu hơn 44 tỷ đồng, trừ chi phí còn lãi hơn 11 tỷ đồng. Số tiền 11 tỷ đồng này bị cáo Thái và cấp dưới giữ lại 5 tỷ đồng tại Đại sứ quán, còn lại chia nhau theo tỷ lệ, trong đó ông Thái 580 triệu đồng. Từ bảo chữa cho mình, bị cáo Trần Việt Thái cho rằng thời điểm tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Malaysia về nước rất căng thẳng. Việc thu kinh phí dự phòng đối với người dân và các tù nhân tại Malaysia là bất khả kháng. Bởi lẽ đại sứ quán không có kinh phí nên phải thu kinh phí dự phòng để dự phòng cho những trường hợp rủi ro khi bảo hộ công dân. Bị cáo không có động cơ chia trách trong việc này.